Hot Girl Lê Bống chính thức lên tiếng vụ mặc đồ Pikachu bó sát. Mình không hề biết khi lên sóng trông sẽ phản cảm. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dương. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin tức giải trí D News. Chương trình Nhanh Như Chớp phát sóng hôm 14 tháng 11 gây chú ý với dàn khách mời là các TikToker nổi tiếng giới trẻ, trong đó có Hot Girl Lê Bống. Bên cạnh những bình luận nhận xét về sự hài hước tếu táo của các khách mời, thì những phản hồi về biểu cảm và cách ăn mặc của các thành viên nhóm TikToker, Lê Bống cũng nhận về được nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng việc diện trang phục Pikachu bó sát vô tình khiến hình ảnh của Lê Bống trở nên không phù hợp trên sân khấu. Thậm chí ở một số hành động hoạt đáo, trang phục này diễn khiến nhiều người xem cảm thấy phản cảm. Trên mạng xã hội, ngay khi những hình ảnh của Lê Bống tham gia chương trình Nhanh Như Chớp được chia sẻ, lập tức đã nhận về nhiều bình luận chỉ trích khiếm nhã. Liên lạc với Lê Bống, cô gái trẻ cho biết Nhanh Như Chớp là chương trình truyền hình đầu tiên cô tham gia. Lê Bống đã xem lại phần lên sóng của mình thông qua các clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội. Nói về biểu cảm nhí nhố của mình khi tham gia chương trình, Lê Bống tâm sự: "Bạn nào biết và theo dõi các clip của mình thì sẽ nhận ra ngay đó là tính cách thật. Bình thường thế nào thì khi lên sóng hay ở cạnh bạn bè mình đều như thế. Về vấn đề trang phục Pikachu vàng bó sát, Lê Bống bộc bạch: "Thật sự là mình rất thích bộ đồ đấy, kiểu rất đáng yêu, cute, màu sắc sẽ nổi bật khi lên sóng. Về vòng 1, có thể do cơ thể mình đầy đặn nên nó mới lộ, chứ cùng trang phục này nhưng một bạn khác gầy hơn thì sẽ không phản cảm như vậy. Khi nhận được những phản hồi và góp ý về trang phục, mình sẽ rút kinh nghiệm nếu được tham gia các chương trình lần sau. Có thể với nhiều bạn khi xem sẽ thấy đó là nhí nhố hoặc làm lố, thì mình sẽ cố gắng tiết chế lại biểu cảm và cảm xúc, không bộc lộ bản thân mình quá nhiều nữa." Vì công việc bận rộn nên Lê Bống cũng chưa thể đọc hết các bình luận của các thành viên mạng về sự xuất hiện của mình trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, cô sẽ chọn cách bỏ qua những phản hồi tiêu cực để tránh tác động xấu đến tinh thần của bản thân. Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh, sinh năm 1995, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Lê Bống là cái tên khá quen thuộc với các clip vui nhộn, lầy lội thu hút giới trẻ. Ngoài ra, Lê Bống còn sở hữu kênh YouTube với những hướng dẫn làm đẹp tại nhà và các động tác đơn giản dễ thực hiện. Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.